Vâng, chào anh em. Tại sự kiện Computex 2019 lần này, MSI đã cho ra mắt hai chiếc laptop gaming hoàn toàn mới và mình rất là hào hứng với cả hai chiếc máy này. Thế nên ngày hôm nay mình đã đột nhập đến trụ sở chính của MSI tại Đài Loan để có thể đột nhập vào văn phòng và trên tay cho anh em hai chiếc laptop gaming mới nhất của MSI. Đây, và ngay bây giờ mình sẽ phải đi tìm xem là hai con máy đó nó nằm ở phòng nào. Tòa nhà của MSI khá là rộng lớn anh em ạ. Anh em có nhìn thấy con rồng sông xa xa kia không? Ấy, con rồng đấy được làm bằng đá đấy anh em ạ. Bình thường thì mình hay giveaway cho anh em con rồng nhỏ nhỏ đúng không? Bằng cao su, nhưng mà con rồng này không giveaway ở đâu, giveaway đi tù đấy. Ok, chúng ta đi lên phòng thôi nào. Tòa nhà MSI, logo MSI to á. Đây, đây. Có vẻ khu này, có vẻ là cái nhà này. Mình phải đi vào đây. Vâng, thế là mình đang có mặt tại văn phòng trưng bày sản phẩm của MSI rồi. Xung quanh mình đây có vô số rất là nhiều những mẫu laptop gaming của MSI. Nhưng mà hai điểm sáng mình muốn giới thiệu với các anh em trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, mình sẽ nói về chiếc MSI GE65 trước. Đây là dòng máy lấy cảm hứng từ siêu xe thể thao. Chiếc máy này nó được cải thiện rất là nhiều so với những phiên bản tiền nhiệm. Chúng ta có những gì? Chúng ta có viền màn hình siêu mỏng. Để làm một viền màn hình siêu mỏng như này này thì cái lớp mặt trước của nó phải được làm bằng nhôm hoàn thiện khá là chắc chắn và sắc sảo. Đặc biệt mình rất là thích mặt trước của những dòng máy MSI của năm 2019 này. Nó đã có một cái thiết kế hoàn toàn mới với hai đường vát chéo gồ lên, được mạ chrome sáng bóng cùng với logo rồng đen. Trước đây logo của MSI là logo rồng đỏ, anh em biết rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ tất cả những sản phẩm của năm 2019 sẽ chuyển sang rồng đen. Nhìn nó thực sự là huyền bí anh em ạ. Đúng như con rồng của nó vậy. Ở đấy, anh em nhìn thấy mình vừa làm gì chưa? Mình vừa mở bản lề của chiếc máy này lên. Và anh em có thể dễ dàng nhận ra bản lề của GE65 Raider đã được thay đổi đúng không? Thay vì được nằm ở bên cạnh thì nay nó được đưa vào phía trong đi một chút. Anh em sẽ thắc mắc là mức độ hoàn thiện của nó có được tốt hơn hay không? Thì đúng, nó được tốt hơn anh em ạ. Vâng, gập mở khá là chắc chắn. Nó tốt hơn rất là nhiều so với những phiên bản trước kia. Ở đây, có những nút phím nguồn. Anh em hãy nhìn những nút phím nguồn và các nút điều khiển quạt gió đi. Chúng được làm tối giản, tinh giản hơn thì rất là nhiều. Vâng, năm nay triết lý thiết kế của MSI đó chính là làm laptop gaming trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn. Thế những chi tiết nhỏ nhỏ nó sẽ được tối giản đi rất là nhiều. Về cổng kết nối, nhìn sâu vào đây đi. Cái USB này, này nó sẽ phát sáng cơ. Mình rất là thích cái chi tiết này của MSI mà không laptop gaming của hãng nào có được. Và điều mình nghĩ rằng rất là nhiều anh em game thủ sẽ cảm thấy yêu thích đó chính là màn hình của con GE65 này nó tần số quét lên đến là 240Hz cơ. Một tần số quét cao nhất trên laptop hiện nay. Và nó đem lại một trải nghiệm gaming thực sự là mượt và thực sự đã mắt anh em ạ. Ok, đó chính là chiếc GE65. Tiếp theo đây, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một con quái vật mới của MSI. Một chiếc máy mà khiến mình vô cùng là phấn khích. Nó nằm ngay bên góc phải của mình đây. Xin giới thiệu với cả mọi người chiếc MSI GT76, con quái vật mới nhất của MSI. Nó được trang bị CPU desktop Core i9 9900K. Như kiểu đeo gọi MSI trả lời vậy anh em. Và theo như MSI công bố thì con CPU này có thể ép xung lên đến là 5GHz trong một khoảng thời gian rất là dài. Còn card đồ họa sao? Card đồ họa tất nhiên là card đồ họa mạnh mẽ nhất trên laptop, đó chính là RTX 2080 rồi. Mức giá của chiếc máy này dự kiến sẽ được bắt đầu từ khoảng là 3.600 đô. Một mức giá khá cao bởi vì đây là chiếc flagship của MSI mà. Rồi, chúng ta hãy cùng xem là với những mức giá khá cao như vậy thì chiếc máy này có những gì đặc biệt. Đầu tiên, xét về khoảng cân nặng thì nó vẫn tương đồng với những chiếc flagship của MSI từ trước đến nay. Là chiếc máy này vẫn khá nặng. Nó được giảm đi một chút rồi nhưng mà vẫn khá nặng anh em nhé. Vẫn khá nặng và dày. Nhưng điểm khác biệt ở đây đó chính là nằm ở thiết kế. Anh em đã quá quen thuộc với những chiếc MSI với những tông màu đen đỏ đúng không? Còn chiếc GT76 này nó có một chất xám xám nhìn rất là huyền bí.
nhìn chung rất đẹp đúng không? Các chi tiết hoàn thiện ở đây đều được làm từ nhôm cả. Hoàn thiện khá tốt và nó tốt hơn rất nhiều so với phiên bản GT75 trước đây. Logo rồng cũng được làm bằng nhôm và được mạ chrome ánh sáng lên một chút. Hoàn thiện khá tốt. Và anh em hãy nhìn thấy cái phần gù đằng sau không? Nó gù hơn rất là nhiều so với những dòng máy Alienware, so với những chiếc laptop đến từ Dell. Và lý do MSI làm như thế này đó chính là để tối ưu hệ thống tản nhiệt ở chiếc máy này. Và hệ thống tản nhiệt của con máy này cực kỳ khủng, lát nữa thì mình sẽ show cho anh em. Ơi, đi vào phần bên trong chiếc máy này chúng ta có gì? Vâng, viền màn hình siêu mỏng. Năm nay, laptop của MSI làm viền màn hình mỏng thật anh em ạ. Quá là mỏng luôn. Và gần như là mỏng nhất laptop gaming hay sao ấy. Mình cũng chưa chắc chắn điều này nhá. Thế anh em đừng tin vào điều này. Nhưng mà trải nghiệm ban đầu của mình là nó thực sự mỏng. Về chất lượng hiển thị của màn hình thì sao? Nó sẽ có hai tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên đó chính là độ phân giải Full HD, tấm lần hiển thị IPS và tần số quét lên đến là 144Hz. Nó rất là mượt và nó sẽ phù hợp cho những ai là gamer thích một trải nghiệm game mượt mà hơn, đã mắt hơn. Ngoài ra, chiếc MSI GT76 này cũng có màn hình 4K. Vâng, chất lượng hiển thị nó sẽ phù hợp so với những người làm sáng tạo, những người làm nội dung cần một chất lượng hiển thị rất là sắc nét. Tiếp theo, đến gần hơn với bàn phím. Chúng ta sẽ có bàn phím LED RGB từng phím. Trước đây thì dòng GT75 thì sẽ được trang bị bàn phím cơ. Tuy nhiên thì như mình nói đấy, nào để các hãng muốn làm cho laptop gaming mỏng hơn, thế nên thay vì làm phím cơ khiến cho máy rất là dày, MSI đã thay bằng bàn phím thông thường. Rồi, mình sẽ nói sâu hơn về cấu hình nhá. Điểm sáng lớn nhất trên chiếc GT76 này, cấu hình của nó quá khủng anh em ạ. Một lần nữa, CPU Core i9-9900K. Và theo như MSI thì con CPU này có thể ép xung lên đến là 5GHz trong một thời gian dài. Một con số mà chưa từng xuất hiện trên bất kỳ một chiếc laptop gaming nào anh em ạ. Ngay cả chiếc Aria 51M mình mới ép xung lên 4.9 thôi. Và dựa theo kinh nghiệm của mình, anh em nhớ chiếc GT75 không? Con đó mình đã ép xung lên đến là 4.9 với CPU là Core i9-8900HK đây anh em ạ. Nhiệt độ của nó chỉ 76 CPU mà thôi. Và chiếc máy này theo như MSI nó có thể ép xung lên đến là 5GHz. Lúc đầu mình nghe à? Thật á? Liệu thật sự thật là nó lên được 5GHz hay không? Và khi mình nhìn hệ thống tản nhiệt của nó, cũng có khả năng đấy. Anh em muốn nhìn hệ thống tản nhiệt của nó không? Ok, mình sẽ show cho mọi người nhá. Đây. Đây chính là hệ thống tản nhiệt của chiếc MSI GT76. Để mình cắm cái LED vào cho anh em xem nó phấn khích. Boom. Đấy. Rồi, anh em hãy nhìn sâu vào phần hệ thống tản nhiệt của chiếc GT76 này đi. Những ống heat pipe, anh em muốn những ống heat pipe đúng không? Em sao cho chúng ta 11 cái ống heat pipe luôn. Rồi, tiếp theo, quạt tản nhiệt thì sao? Quạt tản nhiệt thì bình thường anh em sẽ thấy laptop gaming có 2 quạt đúng không? Nhưng mà đây, 4 quạt. 4 quạt gió anh em ạ. 4 quạt tản nhiệt và nó sẽ giúp cho chiếc máy này đạt được hiệu năng tối nhất. Còn các ống đồng thì sao? 1, 2, 3, 4, 5. Quá trời nhiều luôn anh em ạ. Một hệ thống tản nhiệt quá khủng. Wow. Được đấy. Anh em nghĩ sao về hệ thống tản nhiệt này? Anh có thể ấn tượng hay không? Hãy comment phía bên dưới nhá. Và đó chính là những cái trải nghiệm ban đầu của mình về những chiếc laptop gaming mới nhất của MSI tại sự kiện Computex 2019. Anh em nghĩ sao về những sản phẩm mới của MSI? Bản thân mình thực sự hào hứng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.